tuyệt phẩm của mình các bạn, GoPro Hero 9 Plus. Bữa mình đi Đà Lạt á, rớt nát luôn ha, nát bay cái màn hình, nhưng mà mọi thứ bên trong đều vẫn ổn cho nên vẫn còn quay được. Nhưng mà quay nhưng mà không thấy gì hết, với mình không có chỉnh setting đâu trên cái màn hình này được, do nó bể nát rồi đó. Thì nếu mà xài GoPro mà gặp cái tình trạng này á, thì mình có hỏi hãng rồi, thì hãng nó không có màn hình luôn, hãng không có màn hình thay luôn. Và ở ngoài cũng mấy cái chỗ mà chuyên GoPro đồ này kia họ cũng bó tay, giờ không có màn hình. Mình mới nhờ bữa đạt nó đi Mỹ, mình mới đặt ở trên eBay hay Amazon gì nè đó, mình mua được cái màn hình này. Màn hình này nó có nhiều loại ha, các bạn search nó có nhiều loại, thì cái loại nào, cái loại này nó chụp luôn, có cái viền ở ngoài nè. Mình coi cái máy mình nó bể như thế nào thì mình sẽ kiếm cái màn hình mình mua. Ở đây nó bể luôn ở bên ngoài luôn, nó nát nát nè, nát tới bên ngoài, cho nên mình mua nguyên cái màn hình nó chụp lại được luôn đó, chụp lại nè. Rồi bữa nay mới bắt được một chiến hữu qua thay giùm cái máy, tháng này không ai thay hết, dịch dập rồi, để thay coi nó có lên hay không đó. Đầu tiên là cậy cái màn hình ra các bạn, thì nay mai gì đó, một hai ngày nữa mình sẽ trên tay cái màn cái GoPro Hero 10 khui hộp cho các bạn xem, đang chờ hàng về chắc ngày mai. Thì cái Hero 10 nó cũng y chang luôn các bạn ha, rồi bên ngoài nó y chang cái Hero 9, không khác một cái gì hết, nó gì khác cái bộ xử lý mới, cũng như cái cảm biến camera mới, hy vọng nó quay sẽ đẹp hơn. Còn ngoại hình thì nó y chang luôn. Rồi cậy màn hình, cái này sau khi thay chắc khả năng chống nước kém à ha. Dán keo là được, dán keo được, nhưng mà chắc không biết, sợ không bằng zin, tại vì cái GoPro này nó chống nước kinh lắm, có thể lặn đồ, những cái trò chơi mạo hiểm dưới nước rồi á, lặn sâu dưới nước, bơi đồ, chơi jet ski đồ này kia, té xuống nước vẫn quay rất là đẹp. Rồi bung ra coi đúng cái màn hình hay không cái này. Chết mồ, nó tới ba cái cáp nữa, coi đúng không, được rồi, màn hình này đúng rồi, đúng rồi. À, đúng rồi, wow, đó gần gần giống, khác chút xíu, nói chung ở trong thì nói gì đó đúng rồi đó. Rồi rút cáp, còn cái cọng, nó cọng gì, một chiếc mát thôi, gì mát đó, gì mát. Rồi đặt dán vô lại đây, cái màn hình bở nè, để coi, để so sánh nha. Đó, màn hình zin nha, không biết cái kia có phải cái zin của GoPro không ta, hay cái này theo máy nè, bể nè. Đó, còn cái này là mình mua trên Amazon nè. Rồi đọc lại coi đó, các bạn nào mà lỡ bị nát giống mình á thì đặt mua rồi có thể đem tới đây mình thay cho các bạn nha. Rồi mai nguyên 144 có thì 6 qua dịch sẽ có kỹ thuật chiến để sửa tất cả những sản phẩm của các bạn hết, về công nghệ ha, Apple rồi tóc tần tật luôn. Khoan để kiểm tra thử coi nó có bị gì nữa không, để thử lại cho nó lên hay không, không à, bỏ pin chưa. Rồi nút bên hông, rồi lên rồi đó. Ghim cho thử coi nó lên màn hình hay không. Ồ, lên rồi. Ok, good. Màn hình đã lên. Rồi, giờ kiểm tra coi nó có bị chấn động những cái bộ phận khác hay không. Chỉnh sửa nó lại chút rồi bắt đầu tìm cách dán keo, lắp đặt lại. Ngon lành. Đây, còn cảnh bên trong em GoPro Hero 9 các bạn. Đó, cái màn hình mình mới gắn vô. Chỗ này nó mớp, móp nó bị hư cái nhựa, giờ mình phải uống lại chút xíu nữa mới dán keo được, chống nước được. Đây hậu quả của chuyến đi Đà Lạt các bạn,
mình dùng cái GoPro này để cầm tay, nhưng mà để quên nó trên cái phía sau, cái mình đứng dậy trên xe cái nó rớt rớt xuống mà nát luôn, nát cái mặt trước luôn. Chỗ cái góc của cái khung máy các bạn nó bị mớp một chút đó. Nó mớp, bây giờ gắn cái màn hình vô nó sẽ bị hở cái lỗ đó, nước nó sẽ vô. Bây giờ mình chơi cái chiêu là mình đâu có thay được nguyên cái khung đâu, nguyên cái hộp máy đâu. Bây giờ mình chơi cái chiêu là mình hơ lửa xong rồi mình đè nó ra. Nói chung là chiêu phải chịu khó, chịu khó hơ lửa. Cái phần nhựa ha, cái khung này bằng nhựa, xong mình uống nó ra từ từ từ. Ở đâu mình cái màn hình nó mới sập vô được chỗ đó, rồi sau đó mình dán keo thì nó mới kín được. Tại cái GoPro này ngoài việc quay thì nó cái việc mà chống nước nó rất là quan trọng luôn. Action camera. Sau khi chơi chiêu hơ lửa thẳng rồi các bạn ha, ở ngoài nó mớp chút xíu không vấn đề ha, ở trong thẳng rồi đó, ngon lành rồi. Gắn màn hình, sau khi lắp màn hình vô các bạn lắp màn hình dán keo rồi kỹ lưỡng ha, cột dây thông rồi lại cho nó khô keo và bắt đầu mở ra thôi, ngon lành. Rồi, GoPro Hero 9 đã được sửa xong các bạn. Màn hình tan nát rồi, giờ đã được sửa xong thay cái màn hình ngon lành. Chạy ngon lành ha. Và ngày nữa mình sẽ khui hợp cái Hero 10 giống y chang như vậy, nhưng mà nó sẽ khác cái cấu hình, nó chạy nhanh hơn, cũng như cái camera có thể nó sẽ đẹp hơn. Còn các bạn nào mà đang dùng Hero 9 thì vẫn giữ xài bình thường, vẫn ngon lành ha. Nhớ update cái firmware mới lên là ngon lành. Đó, Hero 10 thì nó cũng hơn chút xíu thôi, chứ không có gì khác biệt nhiều các bạn ha. Rồi, cái video này ngắn ngắn cho vui thôi, để các bạn biết là nếu mà mình bị tan nát cái màn hình GoPro thì các bạn có thể lên mạng ha, eBay, Amazon hoặc là AliExpress, các bạn search tìm mua cái màn hình về rồi đem ra một cái cửa hàng sửa chữa điện thoại di động điện tử, hoặc là đem ra Mai Nguyên thì các anh kỹ thuật ở đây có thể thay cho các bạn ha. Đó, vấn đề là mình phải tìm mua được cái màn hình thôi. Chào tạm biệt các bạn.